đây các bạn, trước mặt các bạn là quán Răng Mực lâu đời nhất từ trước tới giờ đó. Hồi trước là chỉ có một quán của cái chị bên tay phải thôi, mà bây giờ ra thêm kế bên 2-3 quán nữa, cũng ghi là Răng Mực cô bé thôi. Không có cái bánh có men nâu không chị? Bánh cuốn ha, cháu ha, tôm nướng, mực trứng nướng, ba đội nướng, chiên chân gà. Ủa? À đây 202 vỏ thị sáo, bia, cho một dĩa răng mực chiên nha chị, một dĩa chiên, một dĩa nướng, ốc nước dừa đây ha. Một ốc hấp nước dừa nè, một tôm nướng nè, không, một tiên gà hấp nè. Vậy thì một ốc gì, ốc với một chân nè. Rồi một ốc nước dừa với lại một tiên gà hấp hành nữa chứ. Đây. Nè. Lên nhanh dữ rồi ta. Chấm lại. Trắng ra. Nguội ngắt hả? Nguội hả? Chẳng cho là 0393, 0333, 5 5 5. Oh, I'm slipping away. Bữa nay chưa 1 giờ rồi mới được ăn. Nãy chả phòng trễ quá, đi kiếm vòng vòng không biết ăn gì hết, chưa đóng cửa hết trơn. Bé ấp ơi, bé ấp một xì, ấp một xì, có coca, ice cũng được. Mẹ này bắt nhẹn nữa, bị bản quyền nữa. Dạ yeah. Rồi bây giờ mở ra coi mấy con cá ở trong nha. Wow, bỏ sẵn hết luôn. Cái này là món thích nhất nè. Ở đây có luôn, thiệt là đã. Ở đây nó bỏ mấy cái đồ khác với trên mình các bạn. Một cái đuôi, một cái cục thịt. Thôi cái này để chút lấy ra rồi. Nhưng mà nhìn nó ngon lắm, nhìn cái nước lẩu nè. Đó, nhìn cái nước lẩu nó kiểu như nó đậm đà, nhìn nó ngon lắm. Không phải bỏ rau như trên mình, này bỏ sẵn luôn. Rồi. Có rau kìa. Rồi, bây giờ gắp ra coi được mấy miếng. Miếng bự, một cái đuôi. Nóng dữ không? Miếng chưa nắng. Bốn miếng, 4 miếng mà 4 miếng bự, 4 miếng bự. Trộn cái đó dưới đi, khỏi gấp ra nữa. 5 miếng lượng, 5 miếng. Nhiều quá. Nhiều quá. Rồi 5 miếng nha bạn. Rồi bây giờ là bỏ rau vô. Been away.